Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, xin cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ơn cần nâng đỡ chúng con. Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng những vị hiểu tranh và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn. Nhớ lời Đức Mẹ truyền cầu, xin Chúa nhận lời chúng con.